Chào các bạn, hôm nay mình sẽ cùng thầy Hùng làm thử một số bài toán SCT thuộc chủ đề Data Analysis, và dạng câu hỏi này là về scatter plot, tức là biểu đồ phát tán ha. Ok rồi, biểu đồ phát tán là một dạng biểu đồ mà người ta thu thập dữ liệu xong người ta đưa vào một hệ tọa độ trục xy, nhưng mà thường là chỉ có giá trị dương thôi chứ không có giá trị âm ha. Rồi những mỗi một cái chấm như vậy là một cái real data, tức là một cái dữ liệu thật mà người ta thu thập được trong quá trình nghiên cứu nào đó hoặc là quá trình làm khảo sát, thì thường là người ta dùng để người ta suy ra mối quan hệ giữa một đại lượng nào đó ở trục x và suy ra cái mối quan hệ với đại lượng nào đó ở trục y. Thì trong trường hợp này, cứ một dấu chấm là một con lobster, tức là một con tôm hùm ha. Thì mối quan hệ, mối liên hệ tương quan ở đây, người ta muốn suy ra là cái connection giữa khối lượng là cái mass với lại cái age là cái tuổi thọ của cái con tôm hùm đó ha. Rồi, sau khi người ta thu thập dữ liệu xong rồi, người ta sẽ đưa vào trong máy tính để người ta tính toán ra được một cái công thức để mà dự đoán, ví dụ như dự đoán tuổi của một con tôm hùm mà có cái khối lượng là bao nhiêu, dựa vào cái công thức đó. Và cái công thức đó sẽ được vẽ lên thành biểu đồ bằng cái đường này. Đây, cái đường này ha. Đây, không tốt. Rồi, đường này nè. Rồi, thì cái đường này người ta gọi là line of best fit. Ok rồi, thì các bạn có thể thấy được là mối liên hệ ở đây là mối liên hệ giữa mối tương quan tỷ lệ thuận ha, tức là cái khối lượng mà càng tăng thì cái tuổi thọ của con tôm hùm đó thì mình dự đoán là có thể là càng cao ha. Rồi, bây giờ mình thử làm bài đầu tiên. Bài đầu tiên: based on the line of best fit, a 10 pound lobster would be expected to approximately be how many years old. Thì cái 10 pound này là trục x, và cái how many years old là mình đang đi tìm cái giá trị y của một cái điểm có giá trị x là 10 pound. Và các bạn nhớ là người ta đang kêu mình tìm một cái điểm ở trên line of best fit chứ không phải là một cái điểm dữ liệu thật, cho nên là các bạn phải tìm dùng line of best fit ha. Rồi thì điểm này là điểm 10 pound đây ha. Rồi thì bây giờ mình chỉ cần dò lên trên cái line of best fit thôi, thì đường này nếu mà không tới thì mình vẽ nối ra thêm chút xíu. Thì các bạn thấy là cái điểm, để thầy đổi màu đi, thì cái điểm ở đây thì các bạn chỉ cần là cái điểm trên đó các bạn đối chiếu qua bên này là bao nhiêu tuổi là xong, thì cái điểm này là khoảng là 43 tuổi ha. Ok, như vậy là đáp án ở đây là câu C. Ok rồi, câu kế tiếp: which of the following is the best interpretation of the slope of the line of best fit? Okay. Thì cái slope ở đây ấy, bên tiếng Việt nó là hệ số góc ha. Okay. Thì đường thẳng nào nó cũng sẽ có một cái phương trình, thì phương trình dạng phương trình chung của hàm số bậc nhất, đường thẳng là y bằng mx cộng b, và cái m này nó là cái slope ha. Thì như vậy nè, các bạn dùng cái slope này các bạn có thể hiểu là, ví dụ như giả sử như x mà các bạn tăng thêm một đơn vị đi, thì lúc đó y nó sẽ là m nhân cho x cộng 1 và cộng b, tức là các bạn triển khai ra thì sẽ ra là mx cộng m cộng b. Thì hai cái phương trình này nó khá là giống nhau, nó chỉ có cái là nó khác, nó thêm cái giá trị m này, đúng không? Cho nên là cái ý nghĩa của slope ở đây các bạn có thể suy ra là nó là cái giá trị tăng thêm của y khi mà cái x nó tăng thêm một đơn vị. Ok ha. Thì trong trường hợp này cái x ở cái biểu đồ này nó là cái mass, là khối lượng, và được tính theo pounds. Cho nên là các bạn có thể suy ra cái slope nó có ý nghĩa là khi mà cái khối lượng của tôm hùm mà tăng thêm một pound thì cái slope nó bằng cái giá trị tuổi mà tăng của cái con tôm hùm đó. Cho nên là dựa vào đây thì mình sẽ nhìn thử đáp án ABCD ha. Câu A là slope là the predicted mass of a 1-year-old lobster. Thì cái này sai rồi ha. Cái khối lượng, cái slope nó không phải là khối lượng. Cái slope nó là giá trị tăng của cái tuổi khi mà mình tăng khối lượng lên một đơn vị ha, một pound ha. Rồi ở trên câu A này mình loại. Câu B: the predicted age of a 1-pound lobster. Thì cũng sai luôn, tại vì cái slope nó là cái giá trị tăng của cái tuổi chứ không phải là cái tuổi ha. Rồi câu C:
the predicted mass increase in pounds for every year increase in age. Thì cái này nó hơi bị ngược, tại vì mình muốn làm cái slope là cái giá trị tăng của y, tức là trong trường hợp này cái này nó phải là cái age mới đúng ha, giá trị tăng của y cho mỗi đơn vị tăng của x. Cho nên câu C là cũng sai luôn. Câu D, slope là the predicted age increase in years for one pound increase in mass. Thì trong trường hợp này là đúng ha, tại vì cái slope nó là cái giá trị tăng của cái tuổi cho mỗi đơn vị tăng của cái khối lượng ha. Rồi, cho nên đáp án câu này là câu D. Và câu cuối cùng, based on the line of best fit, là line of best fit nữa ha, a 6-year-old lobster would have what mass in pounds? Thì bây giờ người ta kêu mình dự đoán ngược lại ha, tức là dự đoán từ tuổi mà dự đoán ngược lại cái khối lượng. Cho nên là bây giờ mình chỉ cần xem cái tuổi bên này thôi, thì mình cần tìm cái điểm 6 tuổi. Cho nên là mình xem ở đây ha, đây 6 là khoảng đây. Rồi thì mình sẽ nhìn vào trong cái điểm đó ở trên cái line of best fit là ở đây ha. Xong rồi mình sẽ chiếu xuống dưới cái mass, tức là chụp ít, thì ở đây là khoảng sấp xỉ khoảng 1 pound. Ok rồi, như vậy thì đáp án của câu này là thật ra cái chỗ này mình thấy là nó sẽ nằm ở chênh lệch qua bên trái một chút xíu ha. Cho nên là nó sẽ dưới 1 pound một chút xíu, cho nên giữa cái giá trị 0.6 và giá trị 1.2, C và D là bỏ rồi ha. Giữa 0.6 và 1.2 thì đáp án câu A nó sẽ hợp lý hơn là câu B ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hy vọng là các bạn sẽ làm bài tốt hơn cho bài toán SAT. Hẹn gặp lại các bạn vào lần sau ha.